Ok, trong lúc mình nghỉ ngơi thì em của mình bảo là dưới này có cái thù lù ngủ. Xưa mình còn bé, mình khi mình vô rừng ấy thì gặp cái thù lù rất là mừng các bạn. Trái chín thì ngọt. Mình đi xuống mình hái đây. Đây là cái thù nù rồi các bạn. Này cái tên là gì quên tiêu lâu không xài. Không có chuối à? Đây mình đang hái thù lù để cho mấy cháu. Chưa đi làm gặp cây này là mừng quá trời luôn hà. Cái nó vàng này hái. Ăn thử cái quả em. Đây, hương vị thời xưa. Ăn quả. Ngọt. Đậm chất của rừng luôn. Đây ở đây mình mới có biết thêm một kiến thức mới. Ở trong rừng trên núi họ người dân họ trồng cái điều thì họ kiếm thêm một cái chai nhựa bỏ đi để họ quấn xung quanh cái gốc điều. Mục đích sao? Mục đích để con sóc nó không có ăn, nó không có cắn chết cây điều lúc còn nhỏ. Để cây điều sinh trưởng tốt hơn. Rồi, mình đi tiếp tục công cuộc cuối tiếp đây. Khúc dưới này dễ đi hơn khúc trên kia. Trên đầu này mình mới chinh phục rồi. Dốc quá trời dốc, đi không nổi. Trượt té, đây thì nó thoải hơn một xíu. Và dốc mà thoải hơn một xíu. Mình thấy được một đường. Đây những cục đá sau khi nó trải qua nhiều trận mưa thì cái bề mặt đá nó rụng ra những hạt hạt sỏi nhỏ phủ trên đất nên khi mình đi rất là dễ té. Đây có một buồng nhưng mà khá non, mình ngược nắng rồi, sorry, khá non, mình đi tiếp. Dốc lại rồi anh em ơi.
Ôi, mà mình vẫn nói là chuối lâu quá chín chim ăn luôn rồi. Lên đâu à? Lên đường xuống cho nó dễ. Lúc thế không biết. Mình đã từng chinh phục núi Chứa Chan. Đường ở núi Chứa Chan thì hầu hết mọi người đi mòn rồi. Những đoạn đường khó thì họ cũng có tạo lại một xíu để cho dễ đi. Còn đây là nguyên sinh 100%. À không phải nguyên sinh 100%, nhưng mà đất đá thì cái địa hình thì là 100%. Chỉ có cây cối nó bị chặt bớt đi thôi. Thở không nổi lên này. Nhịp tim của mình thấy khá là cao à. Mình coi thử coi sao. 159. Đây có một đoạn đường người dân, người ta xung quanh đây họ gom tiền lại, họ đổ bê tông để xe máy lên cho dễ. Đây, đoạn đường này phía một bên là núi này, chót vót, một bên thì là vực nơi mình mới đi xong. Các bạn thấy không? Oh my god, xe của mình đâu rồi? Đây, xe của mình ở cái lùm cây này đó. Các bạn thấy xe nhỏ nhỏ không? Con này là mình đi xuống dưới này thăm mấy cái bụi chuối này, sau đó là vòng lên đây, lên tới đây. Khả năng là mình leo thêm một đoạn này, nếu mà mình cảm thấy không chịu nổi nữa thì mình sẽ ngồi nghỉ. Mình vậy là mình ngồi nghỉ với mình không thấy bóng dáng của em mình đâu rồi. Kiếm cục đá hợp lý đấy nhỉ. Đây mình ngồi cục đá này, xuống cục đá dưới cho nó mát và có cây. Đây, ngồi dưới cái lùm cây này. Ồ, phía trước mặt mình này cực đẹp. Mình xin phép off camera một xíu nha. Em của mình đã xuống, có một bụng chuối chín quá đã, nhưng còn bị chim ăn gần hết rồi. Em đi nhanh quá.
giờ mới tới. Khiếp chứ, khiếp chứ. Ui đó. Khiếp chứ. Tiếp tục công cuộc cắt gọn. Cắt cho bao. Mình tranh thủ ăn một quả chuối rừng. Ồ, chín bao mục luôn. Bóc thử. Chuối dứa ngâm nó ngọt. Chín là nó ngọt. Nhìn là thấy cái hạt ấy luôn rồi. Thơm cái mùi giống như mấy ông ngâm rượu. Ok. Ăn thử đi rồi. Hiệp quay cảnh đang ăn cái rồi. Quay mò, quay ngược lại đang quay rồi đó. Hạt bao nhiêu. Nhai cả hạt nuốt được mà, tốt mà. Trên núi này đi không có chi được ăn chuối rừng chết mà. Hạt không. Nhai được cả hạt luôn hả? Đúng thơm luôn, thơm mùi chuối rừng. Thơm cái mùi mà lâu lâu mình đi nhậu chuối hột đó. Thôi mình ăn tiếp các bạn. Cắn được một nửa mà hạt nhiều quá. Hạt quá rồi. Ngọt. Đấy, anh đi bổ xuống. Đi đi anh đi bổ xuống. Ok, okay mình lên xe di chuyển đến một mục tiêu khác. Mét chuối dính đầy ấy luôn. Mục chuối dính đầy thì ấy.